Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Tomball, Katy, Cypress, Richmond, Sugarland, Spring, Humble, Fourchille và những thành phố lân cận khác thì Vi đều có thể giúp anh chị mua bán được. Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp, ngày mai là Tết rồi. Thì năm mới Vi chúc tất cả các anh chị em một năm mới bình an, vạn sự như ý, đầy sức khỏe, tấn tài, tấn lộc và tấn bình an. Nhưng mà ngày nào Vi cũng đi video chia sẻ nhà đến với tất cả các anh chị. Thì cái khu này là nhà của hãng Castle Rock. Hồi giờ thì Vi ít giới thiệu nhà của hãng Castle Rock, nhưng mà nói chung là cái mẫu nhà của họ cũng rất là hay. Giống như là nhà lầu thì họ có được cái balcony ở phía trước nè, hoặc là cái balcony ở phía sau. Thì Vi sẽ để hình bên cạnh để anh chị dễ hiểu hơn. Và cái khu này là có cái view hồ. Thì họ có những cái miếng đất á, mình có thể chọn rồi mình xây căn nhà, có cái view hồ đằng sau rất là đẹp. Thì Vi cũng sẽ để cái map với lại video xung quanh cái khu vực để anh chị thấy được là cái view hồ của mình nó nhìn như thế nào. Nhà ở đây thì Vi thấy họ bán rất là lẹ luôn. Chỉ có duy nhất một căn nhà inventory là cái căn mà Vi chuẩn bị giới thiệu với anh chị là còn thôi. Mà giá cả cũng rất là hợp lý nên Vi cũng video chia sẻ. Thì cái căn nhà Vi chuẩn bị chia sẻ với anh chị là hơn 2.000 square feet. 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm và có giá là 356.000 nhà trệt. Mà được cái là ở bên trong trần cao, mọi thứ cũng rất là đẹp, rất là hài hòa và được cái miếng đất rộng nữa. Giá cả cũng rất là hợp lý nên vì video chia sẻ với anh chị. Cái khu này thuế là 3.1, chưa xin giảm, tiền HOA là 950 một năm. Có cái walking trail, có chỗ chơi cho các em nhỏ, có hồ bơi và thuộc thành phố Katy nữa. Trường học ở đây là Good. Thì Vi cũng để cái thông tin trường học bên cạnh để anh chị em tham khảo. Từ đây mà mình đi ra highway á, thì cỡ tầm 5 phút. Mình đi Katy Asian Town thì cỡ tầm 12 đến 14 phút thôi. Rồi mình đi chợ Cà Mau là chợ Việt Nam gần đây thì cỡ tầm cũng dưới 15 phút. Thì cái khu này á, rất là thuận tiện. Mình đi đâu cũng không có quá 30 phút đâu. Tại vì ở Texas á, ở Houston thật sự là mình đi đâu 30 phút là gần, không có xa. Nhưng mà cái khu này mà mình đi ra highway hay là đi chợ Việt Nam, chợ Cà Mau, rồi đi bệnh viện, rồi đi chợ Hàn Quốc, Katy Asian Town thì dưới 20 phút. Vì thấy cũng rất là thuận tiện để đi lại. Đi khu Bel Air Việt Nam thì 35 phút. Thì cái hãng này họ xây, Vi thấy họ xây cũng rất là chất lượng và giá cả cũng rất là hợp lý, dễ mua. Nên Vi sẽ chia sẻ nhiều mẫu nhà hơn của hãng Castle Rock đến với tất cả các anh chị. Thì bây giờ mình hãy cùng nhau đón xem cái căn nhà trệt này. Anh chị đừng quên cho một cái like và chia sẻ video của em nha. Hôm nay thời tiết là không có nắng nè. Thì cái khu này là còn xây dựng và có nhà có view hồ nữa. Thì tí nữa Vi sẽ lái xe xuống cái chỗ mà có cái view hồ bên kia để anh chị em xem. Và xung quanh là cũng có rất là nhiều người đã dọn vào ở rồi. Đó, và cái hãng này á, họ xây nhà là anh chị thấy họ có cái balcony ở phía trên không? Đó. Và cá mẫu á, họ có cái balcony ở phía sau nữa. Nếu mà anh chị em mà xây nhà có cái view hồ mà được cái balcony ở phía trên lầu á, nhìn xuống thì rất là thích luôn. Đây. Thì hôm nay Vi sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà có thể dọn vào ngay. Tại vì Vi thấy là ở đây á, những căn nhà mà họ đang có đó họ bán rất là lẹ, chỉ còn duy nhất căn này và những căn kia là mình phải chọn đất mình xây đó. Thì mình thấy là nó mới mưa đó nên mình thấy nó hơi ướt nè, chứ không có phải là màu gạch như vậy đâu, màu gạch sẽ giống như bên này. Đây, căn nhà Vi chuẩn bị giới thiệu với anh chị là nằm ngay đây, kế bên là cả hàng xóm ở hết rồi đó. Thì căn nhà này á là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm và có diện tích là hơn 2.000 square feet. Cái giá hiện tại của căn nhà này á là 356.000 và cái miếng đất là rất là lớn, 6.300 square feet lot luôn. Thì mình vào trong mình khám phá. Ở phía trước thì cái driveway Vi thấy rất là dài, mình đậu được mỗi bên hai chiếc thoải mái. Đây là cái cửa gara nè, làm cái kiểu cách cũng rất là khác.
Rồi cái cửa trước mình đi vào như thế này. Đó, đường đi thì cũng rất là rộng. Mình nhìn ra thì phía trước của mình có cái cột đèn ngay đây thì buổi tối rất là sáng. Đó. Xung quanh là đã có người ở hết rồi. Thì khu này còn đất và cả đất có view hồ nữa thì mình có thể chọn mình xây trên cái view hồ được luôn. Đây là cái cửa trước đây. Đi vào. Đó. Đi vào là mình có cái sàn nhà bằng gạch da gỗ như thế này. Đó, và cái đường đi xuống cũng rộng rãi và trần cao. Cái trần nhà khúc chỗ này á là cỡ tầm chắc cỡ tầm 12. Bước vào phía bên tay trái của Vi là có hai phòng ngủ. Đây là một phòng đầu tiên. Đây, phòng này có ba cái cửa sổ. Rồi kế bên á là mình có được cái nhà tắm ngay đây. Rồi bên cạnh nữa là mình có một phòng ngủ khác. Rồi cái cửa này á là cái cửa đi ra chỗ đậu xe. Đó, có gara opener luôn. Rồi hình như là ở bên trong họ không có sơn. Đó. Rồi mình đi xuống chút nữa. Phía bên phải của Vi bên đây á, là mình có một cái phòng ngủ khác và cái chỗ giặt sấy. Đây là chỗ giặt sấy nè. Rồi bên đây là cái phòng ngủ thứ ba. Mỗi phòng thì cỡ tầm 10, 11, 10, 12. Nói chung là cũng cũng được chứ không có chật. Rồi qua bên đây á, là mình có cái bếp. Đây, cái cửa trước khi mà mình đi vào nè. Rồi bên đây là cái không gian nhà bếp và phòng khách của mình. Bên này thì Vi thấy họ làm trần cao, nhìn rất là thoáng. Cỡ tầm 10, 11. Không, cái này là 11 hoặc là 12 feet. Bên này nè, trần cao. Thì đây là cái bếp của mình. Họ dùng granite scabbard lá, rồi 42 inch cabinet. Stainless steel appliances hết luôn. Đó. Rồi chỗ này mình có thể bỏ ghế mình ngồi ngay đây. Nhà bếp thì màu sắc cũng rất là gọn, sáng sủa. Rồi mình để được cái bàn ăn bên này. Và cái mẫu này á, là cái chỗ rửa chén và cái chỗ nấu á, là bị lệch qua. Đó. Chứ không có phải là bị lệch luôn chứ không có phải là đối diện. Này, Vi đứng chỗ này để anh chị thấy được cái bếp của mình để cái bàn ăn chỗ này nè. Đó. Rồi cái bếp bên kia. Rồi tủ này là cái pantry, rồi bên đây là cái không gian phòng khách của mình. Thì Vi thấy cái mẫu này được cái trần cao thoáng nè. Cái này cỡ tầm 11 hoặc là 12 đó. Trần rất là cao. Rồi qua bên đây là mình có được master và cái chỗ để đồ. Phòng master của mình nè. Làm cho mình cái tray ceiling ở trên. Nhìn nó cao lên nữa. Rồi qua đây á, nhà tắm có tắm nằm tắm đứng. Rồi hai cái sink. Tủ là Vi thấy họ gắn hardware hết cho mình. Rồi bên đây là cái phòng để đồ. Walk-in closet cũng rộng rãi. Rồi kế bên là cái toilet ở đây. Nhà tắm của mình căn này thì Vi thấy giá cả cũng rất là ok và rộng nữa, hơn 2.000 square feet. Đó. Và mình được cái trần cao, phòng khách lúc mà bước vào rồi phòng ăn, tôi thấy là
tầng cao và rộng rãi, đường đi vào cũng không có hẹp. Đó. 356 ngàn. Rồi đây là phía sau của mình nè. Nhà ba mặt gạch. Phía sau là có cái patio. Rồi sân vườn á. Sân này là rất là rộng rãi luôn. Xây hồ bơi là thoải mái luôn, hay là làm cái patio lớn nữa cũng được. Đó. Ở ngoài đây, cái sân của căn nhà này á là 9.300 square feet. Và phía sau là mình không có hàng xóm. Đó. Và nhà mình là không có bị dính cái cột điện nữa. Đó. Cột điện ở trong nhà người ta. Rồi, bên hông nhà mình nè. Miếng đất này là cũng nở hậu, ở phía sau nó rộng ra. Nhưng mà Vi thấy cái phòng khách và cái nhà bếp rất là thoáng. Đó. Cái mẫu này Vi thấy rất là ok và giá cả rất là hợp lý. Anh chị em nào quan tâm thì hãy gọi cho Vi nha. Căn nhà mà em vừa giới thiệu với anh chị là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm và hơn 2.000 square feet. Cái giá hiện tại là 356 nha. Nếu mà anh chị em nào quan tâm muốn mua để ở hay là đầu tư cứ cho em biết, em sẽ giúp anh chị mua với cái giá tốt nhất. Em có thể giúp anh chị mua bán hoặc là thuê mướn mặt bằng xung quanh Houston và những vùng lân cận là em đều có thể giúp anh chị được hết. Anh chị cứ gọi cho em. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video kế tiếp. Đừng quên cho em một cái like và chia sẻ video của em nha. Bye bye.